Nếu ai đó đã từng hồi hộp theo dõi những pha vượt ngục, công phu hoành tráng thì không thể nào không nhắc tới những bộ phim như Kế hoạch đào tẩu hay Escape from Alcatraz. Và cuộc đời chắc chắn sẽ không như những bộ phim. Hầu như rất ít những trường hợp phạm nhân có thể đào tẩu một cách thành công. Và khi phạm nhân bị bắt lại thì thường họ sẽ bị quy gán tội nặng hơn. Thế nhưng cũng có một số những quốc gia trên thế giới không coi rằng chuyện vượt ngục là một tội danh, và nước Đức là một trong những quốc gia như vậy. Là một quốc gia ở khu vực châu Âu với luật pháp khắt khe, tuy nhiên có một chi tiết gây tò mò về giam giữ phạm nhân ở Đức mà nghe có vẻ buồn cười, thậm chí khó tin, đó là những trường hợp vượt ngục không được xem là phạm tội ở Đức. Mặc dù phần lớn những người bị giam giữ, hầu như rất ít ai có được tự do sau khi vượt ngục, nhưng những phạm nhân ở Đức luôn tìm cách thoát ra khỏi những nhà tù. Vào tháng 5 năm 2014, hai phạm nhân ở nhà tù Berlin đã cưa song sắt của họ. Họ đã leo cây với dây được làm thắt nút từ những tấm ra trải giường và những bộ đồ được thắt cúp lại, và cuối cùng thoát ra ngoài sau khi leo qua hàng rào và bức tường cao vài mét y như trong một bộ phim. Cả hai người trong số họ chỉ có một thời gian rất ngắn ngủi tự do bên ngoài trước khi họ bị bắt trở lại và đưa vào nhà giam. Ở Đức thì có luật quy định từ thế kỷ thứ 19, chính xác vào năm 1880, là vượt ngục không phải là tội danh. Mỗi người đều có quyền tự do, tự nhiên, và luật pháp phải tôn trọng điều đó. Quyền được đòi lại tự do cá nhân như trong trường hợp thoát ra khỏi tù cũng không được xem là hành vi phạm tội. Ngoài Đức còn có Áo, Thụy Sĩ và Mexico cũng có quan điểm hành vi vượt ngục không phải là phạm tội. Về mặt lý thuyết là như thế, nhưng trên thực tế hầu như không thể. Dễ hiểu hơn, ví dụ như người nào cưa song sắt, phá bỏ một phần tài sản nào đó nơi giam giữ sẽ bị quy về tội phá hoại tài sản, hay dễ xảy ra tình trạng đánh nhân viên công quyền, bạo lực, gây thương tích, đe dọa hay bắt giữ con tin đều bị quy thành tội. Tuy nhiên, những ai giúp cho chuyện vượt ngục thì sẽ bị kết tội. Thực tế, nhà tù ở Đức sử dụng những biện pháp hiện đại để hạn chế tối đa trường hợp vượt ngục, thậm chí trường hợp vượt ngục bằng máy bay trực thăng. Bên cạnh đó, nhà tù thường là nơi cách biệt, nơi địa chất không thuận tiện cho việc đào hầm, tẩu thoát và các điều kiện tự nhiên khác. Tất cả nằm trong tính toán cùng nhiều biện pháp nhằm hạn chế hành vi vượt ngục. Mặc dù vậy, cũng có người đã vượt ngục thành công rất nhiều lần, cụ thể đó là 11 lần, và đây là kỷ lục Guinness ở Đức. Vượt ngục không bị phạt, nhưng không có nghĩa là không để lại hậu quả. Thông thường, phạm nhân sẽ được xem xét ở mức giam giữ khắt khe hơn, không thoải mái hơn so với trước. Bên cạnh đó, hành vi này còn gây ảnh hưởng đến quá trình đánh giá phạm nhân, liên quan tới việc thả trước thời hạn của họ sẽ được dời đi xa hơn. Những người chấp hành tốt những luật lệ trong khu giam giữ thì hầu như được xem xét thả sớm hơn. Khi đó, phạm nhân sẽ hiên ngang bước ra khỏi nơi giam giữ và không sợ sẽ bị chặn lại. Vừa rồi là những thông tin liên quan tới việc hành vi vượt ngục không được xem là tội ở Đức. Tuy nhiên, việc thoát ra mà không để lại hậu quả là một điều không hề dễ dàng. Vì tự nhiên, ai cũng mong cầu sự tự do cho riêng mình. Và sẽ hay hơn nếu như làm gì bạn cũng sẽ cân nhắc không vi phạm pháp luật để mất đi sự tự do đó, hơn là suy nghĩ làm sao thoát khỏi những nhà tù. Xin cảm ơn đã xem clip kỳ này và xin hẹn các bạn ở những video clip kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại!